Mặc trang phục lạ lên xe, nhóm thanh niên khiến cả xe bỗng chốc im phăng phắc. Theo đó, một nhóm thanh niên say xe nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình cốt cách thanh tao sang trọng. Thế nhưng nội bộ nhóm thanh niên nhìn nhau thì thấy hết sức là sang trọng, trong khi người ngoài nhìn vào thì lại vô cùng sang chấn tâm lý. Bước lên xe biết chiếc ba lô sau lưng, gương mặt cả ba đều lầm lầm lì lì, ánh mắt hững hờ lấp ló đằng sau những chiếc khăn kẻ sọc caro trùm kín đầu. Trông không khác gì là các đại gia bên xứ sở ngàn lẻ một đêm Ả Rập Ba Tư. Tuy nhiên, không một ai trên xe biết được chỉ vì muốn chống lại cơn say xe kinh niên bất trị mà ba thanh niên phải có một màn hóa trang hết sức là cồng kềnh. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng được một trận cười nghiêng ngả trước hành động vô tri của ba thanh niên. Một số bình luận được mọi người để lại: đi xe đò mà tôi tưởng đi làm khủng bố không á? Cách khắc chế những đứa trẻ trên xe khách: nào xuống xe nhớ lấy cái ba lô xuống nha, không thôi tài xế báo công an đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.